Kính thưa quý vị, bây giờ là một bản tin kinh tế thị trường. Tiền tệ của Ai Cập đang suy yếu một cách nhanh chóng trong tuần qua. Các ngân hàng đã có thể bị phá sản vì không đủ trang trải chi phí trong những tháng tới. Và sau đây, Xuân Phương sẽ có thêm chi tiết gửi đến quý vị. Xin mời Xuân Phương. Kính thưa quý vị, Ai Cập đang gặp khó khăn với đồng tiền tệ suy yếu. Tiền tệ của Ai Cập có thể đang trong tình trạng quẫn bách, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang cho rằng chính phủ sẽ cứu được đồng tiền tệ quốc gia. Đồng bảng Ai Cập đã giảm một cách nhanh chóng trong tuần qua. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán đã tăng lên trong vài ngày đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người chia sẻ sự lạc quan. Tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một làn sóng lặp lại sự tăng trưởng của các thị trường chứng khoán Ả Rập, đặc biệt là ở Qatar. Vì vậy, không có lời giải thích hợp lý. Các phân tích gia cho rằng là do sự lạc quan trong những ngày đầu tiên của năm mới. Đồng bảng Ai Cập đã mất đi khoảng 10% so với đồng Mỹ Kim kể từ khi cuộc cách mạng chỉ mới 2 năm trước đây. Và những bất ổn chính trị gần đây trên một hiến pháp mới đã chồng chất thêm áp lực. Ai Cập đã gặp nhiều khó khăn để bán ngoại tệ, buộc ngân hàng trung ương áp đặt một chính sách mới để bảo quản dự trữ ngoại tệ của quốc gia đang ngày càng cạn kiệt. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng ngân hàng trung ương chỉ còn đủ để trang trải cho chỉ khoảng 2 tháng. 40% thức ăn của Ai Cập được nhập khẩu và một đồng bảng Ai Cập yếu hơn có nghĩa là người tiêu dùng sẽ phải trả mắc hơn. Cơ quan xếp hạng S&P mới đây đã cắt giảm mức xếp hạng tín dụng của Ai Cập xuống tương tự bằng cấp độ với Hy Lạp. Các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên quan tâm nhiều hơn về khả năng của Ai Cập để thanh toán các khoản nợ. Do vậy, có nhiều người yêu cầu nâng mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về Trung Đông, Ai Cập vẫn còn có rất nhiều lợi thế. Ai Cập là một trong những nền kinh tế quan trọng trong khu vực trong một thời gian rất dài. Đây là quốc gia theo chủ nghĩa dân túy nhất trong khu vực và có một nguồn tài nguyên thiên nhiên tương đối khá và một lực lượng lao động tương đối rẻ. Các thị trường đang chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra vào ngày 25 tháng Giêng, là ngày kỷ niệm năm thứ hai ngày lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Tổng thống hiện nay, ông Mohamed Morsi, đang phải giải quyết tình trạng bất ổn. Ông sẽ phải áp dụng các biện pháp khắc khổ không được lòng dân của chính phủ Ai Cập để có thể có được một khoản vay 4.8 tỷ Mỹ Kim.